Nó rất là nhanh mọi người, nó rất là phát triển rất là nhanh ha. Hồi sáng là mình thấy nó vẫn chấm chấm nha, nhưng mà tới chiều nay á, để chiều nay quay clip nè, nên nó đã lan hết ra cái lá này rồi. Trời ơi, xịt vô khô luôn. Ấy, thân đây bị thối nhũng nè. À, thối nhưng mà xịt tới đây nó dừng nè cả nhà. Nó không có thối vô trong gốc mà nó không thối lan sang cây này nha. Đó, thối trên lá. Xịt nè, khô ha, khô luôn này. Nè, những vết thối mà mới thối nè. Khô luôn rồi, khô luôn rồi. Nhìn chậu lan đẹp không cả nhà? Đẹp không? Nhức nách không? Mầm xanh mơn mởn. Nhưng mà trong này nó có một cái nỗi buồn vừa mới ghé thăm. Đấy, mọi người thấy không? Trời đen xám xịt. Bữa giờ là có những cơn mưa đầu mùa rất là nặng, nên là thần thối đã ghé thăm cả nhà đây. Đó, nên là Mây Lan cũng đang trông chờ thần thối ghé thăm ha, để mà mình có cái dịp để mình tưới cái thuốc ngừa và trị thối nhũng để cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ là mình đi tiến hành tiêu diệt ông thần thối này đây. Mọi người hãy theo chân Mây Lan TV nha. Nên mọi người sẽ nhìn cận cảnh đây nè, cận cảnh mọi người sẽ thấy ha. Thì thường là nó sẽ có từ một cái vết chấm như vậy. Đó, vết chấm như vậy nó mới thối lan ra nha. À, không biết cái này nó sắp rớt chưa. Nó rất là nhanh mọi người, phát triển rất là nhanh ha. Hồi sáng là mình thấy nó vẫn chấm chấm nha, nhưng mà tới chiều nay á, để chiều nay quay clip nè, chiều nay mới quay nên là chưa có xịt gì hết, nên nó đã lan hết ra cái lá này rồi. Rồi bên lá này mọi người, hồi sáng là không thấy cái dấu này hết nè. Đó, không thấy cái dấu này, nhưng mà chiều nay đã thấy rồi nè. Thì thường là nó sẽ có một cái dấu chấm kiểu giống như bị một cái kim châm cả nhà. À, bị cái kim châm. Thì trong cái mùa mưa này, tại sao cái mùa nắng mình không bị, mùa mưa này nó sẽ hay bị cái tình trạng này, thì do là côn trùng chích thuốc đó nha. Nó những cái lá non này nó khoái lắm, chích vô nó hút nhựa. Mỗi lần chích vô xong gặp mưa xuống thì vi khuẩn nó mới theo nước theo này kia đó, nó mới xâm nhập vào trong cái vết thương hở đó, nó mới tạo ra được cái vết thối này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái cách đúng á. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách đúng ha. Hồi trước Mây Lan TV hay để luôn cái vết thối đó luôn để mà xịt, để mà chứng minh là cái thuốc này nó dứt được cái cơn thối, nó trị, nó khô được cái vết thối. Nhưng bây giờ cách trị đúng ở nhà mọi người á, mọi người phải tách bỏ những cái này đi. À, những cái mà nó còn sơ sơ như này thì mình để ha, còn cái mà bị nặng quá nhiều mình tách bỏ, mình tách cái mầm bệnh nó ra đi. À, bây giờ cái lá này nè, mình vừa tách cái lá này ra cho mọi người xem ha. Đây, đó mọi người xem cái lá này ha. Đó, thường là sẽ có nó xuất phát từ cái vết chấm nè, bắt đầu nó mới lan ra. Thì đó là lý do tại sao trong cái combo vệ sĩ nè, nó có cái chai này, chai Rotaxin này, là để phòng ngừa hầu hết các loại côn trùng. À, nó có rất là nhiều hoạt chất trong này, nó tích hợp lại để nó tiêu diệt được nhiều loại côn trùng gây hại cho cây lan. Thì để nghĩa là cái này là một cái giải pháp để phòng bệnh thối nhũng cho cây đó cả nhà. Nghĩa là mình phun cái này để mình phòng côn trùng chích hút, phòng cây không bị côn trùng chích hút thì cây sẽ giảm cái tỷ lệ bị thối nhũng ha. Còn nếu mà cây đã bị thối nhũng rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành pha Rotex One, pha với lại cái Rotex Ro này là để phòng trường ngừa nấm. Tại vì khi cây mà nó bị vết thương hở vậy là nó bị nhiễm, gọi là bội nhiễm cả nhà, vừa khuẩn vừa nấm, nên mình cứ pha chung vô mình phòng. Nguyên tắc là thuốc nấm và thuốc khuẩn là có thể pha chung, còn thuốc sâu rầy là mình pha chung với thuốc sâu rầy thôi, chứ không pha chung với thuốc nấm khuẩn nha cả nhà. Rồi như vậy là mình pha hai cái đó chung cho một lít nước, và mình sẽ tiến hành tưới đều. Và mọi người tưới là khi có nắng nhẹ nha cả nhà, tưới là khi có nắng nhẹ. À, bây giờ thì tự nhiên định ra quay để tưới, mọi người là còn nắng á nha, tự nhiên mây kéo tới và trời mưa luôn đó. Cái mà mình tưới thuốc cho giò lan của mình á là mình sẽ tưới dạng phun sương, và nó ướt đều thôi, nó không được ướt sũng nha cả nhà. Nó ướt sũng là nó sẽ động rất là nhiều thuốc ở trong cái nách lá, là nó gây phỏng lá, gây cháy lá, nó gây hại cho cây của mình nữa. Nên mình chỉ phun lướt qua một lần thôi, tại vì cái dòng thuốc này là nó vừa nội hấp, nó vừa tiếp xúc nè, nó vừa nội hấp nè, nó vừa lưu dẫn nè, nên là nó tiêu diệt vi khuẩn rất là hiệu quả, vi khuẩn và nấm rất là hiệu quả. Nên mọi người cứ an tâm ha, đừng có xịt nhiều quá nha, xịt vừa phải thôi. Thì cái này đặc thù của nó sẽ có màu vàng của nghệ nha cả nhà. Đó, xịt vừa ướt như này thôi. Đấy, mọi người thấy không? Vừa ướt thôi. Rồi, tiến hành xịt cái mặt sau. Rồi, xịt cho cái gốc rễ, những cái thân già mình xịt luôn nha cả nhà. Tại vì bây giờ mọi người thấy không? Nếu mình xịt tại cái bình xịt này nó không có tốt, nó không có phun sương được. Thì mọi người thấy là nó có động trong nách lá rất là nhiều nè. Động trong nách lá rất là nhiều, mọi người thấy không? Đấy, ví dụ mọi người xịt ướt như vậy luôn cũng được, từ từ nha. Đó, xịt ướt hết như này được, nhưng mà nó động trong nách lá rất là nhiều đúng không? Rồi bây giờ mình phải làm sao với cái chuyện đó? Thì bây giờ mình sẽ nghiêng đi. Mình nghiêng cho nó chảy hết cái nước trong nách lá ra. Chứ nhiều quá không tốt đâu cả nhà. Nó chảy hết nước động trong nách lá ra là ok. Rồi đó, cái nách lá nó khô là được. Tại vì nó động ở đó một lượng rất lớn thì cây có thể là nó hấp thu cho nó rất là đậm đặc, nên là cây có thể chịu không nổi. Tại vì mọi người nên hiểu một vấn đề nè. Cơm có thể ăn nhiều tí, nhưng mà thuốc phải uống đúng liều.
uống quá liều, uống nhiều quá thì nó cũng có thể là nó gây phản ứng là ngộ độc, hoặc là nó gây phản ứng là lờn thuốc. Nên là cứ đúng liều mà mọi người xài ha, đừng có tăng liều thì nó sẽ tốt. Đối với các loại mà trị nấm hay là trị côn trùng gây hại thì mình có thể là mình cắt nước một ngày sau đó mình tưới. Còn đối với cái dòng mà thối nhũng đó cả nhà thì mình phun xong mình cứ cắt nước rồi 3 ngày sau tới 5 ngày sau, nếu mình có thời gian ngày nào mình thì phun ngày đó ha. Cứ cách nhau 3 ngày là mình phun lại một lần nữa để cho mình diệt hẳn cái này luôn. Rồi 3 ngày sau mình phun lần nữa, mình phun 3 lần liên tiếp cách nhau từ 3 tới 5 ngày thì nó sẽ khô hẳn vết bệnh, rồi lúc đó mình mới tiến hành mình chăm tưới lại nha cả nhà. Rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên là mọi người nên là phun phòng cho vườn của mọi người trước đi, đừng chờ mưa xuống rồi mới tiến hành phun trị nha cả nhà. Tại trị đường nào nó đã bị tổn thương rồi nó chỉ ngưng lại thôi chứ không thể khắc phục được. Đây là chậu trầm được xịt combo vệ sĩ để trị thối nhũng cả nhà. Thì đây là sau 3 ngày mọi người xem kết quả ha. Cái đây là nó cái vết chỗ này nó khô mọi người. Không thấy cái sự tiến triển tiếp theo nha, không thấy nó ăn xuống đây ha. Đó, cái vết này nó khô nè. Quay dưới này cho mọi người thấy nó khô nè. Đấy, nó khô lại đúng không? Rồi. Theo lịch là hôm nay mình sẽ phun lần 2, nhưng mà những cái vết chỗ này thì nó lại loang ra nè. Cái vết chỗ cái lá non này nó loang ra. Đó, nó loang to ra so với hồi bữa trước là một chấm nhỏ thôi. Và nó xuất hiện một cái vết. Đấy, mọi người thấy không? Một vết mới ha. Đó. Cái vết ngay đây thì nó khô, nhưng mà cái vết trên này thì nó chưa ok. Tại vì mình phải phun là ba lần liên tiếp cả nhà. Cách nhau tới 3 tới 5 ngày, nhưng mà khi mình thấy tiến triển nó có tiến triển bệnh tiếp theo á, là mình nên rút ngắn cái thời gian lại là 3 ngày mình phun tiếp. Rồi bây giờ Melan TV sẽ tiến hành phun tiếp. Ở đây Melan TV có pha sẵn nè, thì bây giờ tiến hành phun thôi. Mình nên phun dạng phun xương nha cả nhà, đừng có phun dạng tia nước nha, phun xương thôi. Thân già thân to gì phun hết nha. Rồi, ướt đều như vậy là được. Kết luận trong cái giai đoạn này là cái vết bệnh chỗ này là nó có cái dấu hiệu là khô và ngưng. Còn cái vết mà chấm hôm bữa chấm nhỏ thôi thì hôm nay nó có loang ra một xíu, là đường kính nó khoảng là 0.5 cm, tại nó nhỏ quá mình không có vẽ lên được cả nhà. Thì mọi người cứ coi đó để xem tiếp theo là cái lần phun tiếp theo là cái vết bệnh này nó có được khô đi hay không nha. Đây là cái vết bệnh ha, vết bệnh là thấy là nó đã khô rồi cả nhà. Bữa trước cái lá này là bị nặng nhất đúng không, nó khô rồi và nó không có hiện tượng là lây vô trong cái thân, nhưng mà nó có hiện tượng là lây sang cái lá này nè. Rồi những cái lá này cả nhà, những cái lá này nó đang có những lấm tấm nhỏ. Cái vết bệnh của bên đọt này mọi người thấy không, đây là, nó có tình trạng là loang ra nha, rộng hơn. Nhưng mà theo như Melan TV á, tốc độ loang này là tốc độ loang rất là chậm. Còn nói với thối nhũng là ngày hôm trước ngày hôm sau là thấy là nó loang rất là nhanh luôn đó, khi mà chưa phun thuốc. Mọi người xem mặt sau ha, xem cận cảnh cái mặt sau đây nè. Mọi người xem cận cảnh mặt sau ha, nó đang loang như này. Nghĩa là cái vết nó loang vậy thôi, nhưng mà nó vẫn hiện tượng là nó khô nha, nó không bị nhũng ra. Thì bây giờ Melan TV sẽ tiến hành tưới cho nó lần 3 nha. Nhưng mà đặc biệt là tưới lần 3 nhưng bộ rễ vẫn không bị ảnh hưởng nữa cả nha. Ha, cái đầu rễ xanh này cả nha. Đúng không? Đầu rễ xanh nè. Đẻ xương cá nè. Tưới thuốc thì tưới thuốc chứ rễ đồ này kia ngon lành hết không sao hết nha. Là cái thuốc này rất thân thiện với cây. Tại vì cái dạng trị thối nhũng này là dạng hữu cơ. Dạng hữu cơ, và cái dạng trị nấm đó là một cái dạng là mát cho cây nhất, là loại cái công nghệ là thuốc rất là mát cho cây, nên là mình không có sợ ha. Rồi tiếp tục so cái chậu trầm nha cả nhà. Cái chậu trầm hồi bữa nó bị thối nè mọi người ha. Vào gần đi anh. Cái vết thối này mình nó đã sau 4 ngày, cái vết thối này nó khô nè. Đó, nó to hơn cái vết hồi cũ, nhưng mà nó bắt đầu khô rồi, nó không còn cái hiện trạng là có mụn nước nữa. Bây giờ nó khô rồi, dấu này là coi như là lành luôn rồi nè. Đó, khô ha. Rồi cái chỗ mà nó thối bữa nè, cái này chỗ bữa bị nghiêm trọng nhất nè cả nhà, là nó không có lây vô thân ha, ngọn vẫn còn ngon. Nhưng mà những cái vết thối lấm tấm ở trên lá nè. Đó, vết thối lấm tấm trên lá là khô hết rồi cả nhà. Khô hết rồi. Thì hôm nay mình sẽ xịt cho nó cái liều cuối cùng nha. Mình sẽ xịt cho nó liều cuối cùng rồi mà là chắc chắn là nó sẽ lành luôn á. Là nó hết cái vi khuẩn rồi đó. Không có chuyện mà thối nhũng mà mọi người bước ra mọi người để vết thối gì mà cái thân này còn nguyên đâu. Cái thân này nó sẽ đi luôn á. Nhưng mà nó rất là ok, là nó không có diễn tiến nữa, nó không có diễn tiến nặng hơn và không ăn xuống thân. Lá thì chắc chắn là bị rồi. Nhưng nhắc cho mọi người nhớ nha, nếu mọi người bị cái vết thối nhũng chỗ nào là cắt bỏ, sát khuẩn cái dao, cắt bỏ đi rồi mới xịt thuốc nha. Còn Melan TV để đó để cho mọi người coi là cái kiểm chứng được là cái độ hiệu quả của này như thế nào. Thì đây Melan TV có pha sẵn nè, như những lần trước thôi, phun xương nhẹ cả nhà. Rồi, như vậy là đạt nha cả nhà. Vừa ướt thôi. Vừa ướt, không có động nước ở trong nách, nhưng mà mọi người mình thấy là mới phun sơ thôi mà đã động rồi. Đã có động rồi nè. Cái động trong đó rất là đậm, thì mọi người nghiêng cái chậu đi, nghiêng cái chậu đổ nó đi nha.
trị được thối nhũng rồi cả nhà ơi, không cần dùng dao lam nữa mà nó vẫn trị được thối nhũng. Cái nhà lại coi này, trời ơi xịt vô khô luôn đấy, thân đây bị thối nhũng nè, à, thối nhưng mà xịt tới đây nó dừng nè cả nhà, nó không có thối vô trong gốc mà nó không thối lan sang cây này nha. À, liều ăn nhiều cả nhà, Melan TV để lại á, để lại không cắt, chứ đối trước đây là thối nhũng là chỉ sử dụng là lưỡi lam thôi, lưỡi lam thần trưởng thôi cả nhà. Đây nè mọi người, à thối lá nè, đó thối trên lá xịt nè, khô ha, khô luôn này. Wow, quá đỉnh luôn. Đây nè, những vết thối mà mới thối nè, khô luôn rồi, khô luôn rồi. Đặc biệt là cái thân này bị thối thân luôn, tới đây dừng luôn nè. Không phải chỉ cây này không đâu, nhiều cây nữa.